đó thì mình sẽ tăng nó lên. Đấy, các bạn thấy không, khi mà mình tăng lên thì nó sẽ mịn hơn này, da nó mịn hơn này. Đấy, nhưng mà cái này nếu như mình tăng quá thì nó sẽ bị mịn và nó bị mất chi tiết, các bạn có thể nhìn này. Ok, xin chào anh em, mình là Tân đến từ máy ảnh của Hà Nội và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách để mà mình có thể sử dụng cái phần mềm CapCut ở trên máy tính và trên PC để mình có thể làm mịn ra cái clip của bạn như thế này nhé. Đầu tiên thì chúng ta cần phải tải cái phần mềm, nó có tên là phần mềm CapCut về. Đấy thì các bạn có thể tải về, các bạn search nhé, download CapCut for PC. Đó thì các bạn có thể dùng MacBook hay là Windows đều có thể được. Thì cái phần mềm này thì nó sẽ hoàn toàn miễn phí ở trên trên máy tính của mình. Các bạn có thể dùng phần mềm miễn phí hoặc có thể trả phí cũng được, nhưng mà theo mình thì các bạn chỉ cần dùng miễn phí thôi là có thể được rồi. Đó thì các bạn cứ download về thôi, xong cài đặt như bình thường thì sẽ có thể sử dụng được. Nếu như các bạn gặp khó khăn hay là trục trặc trong cái vấn đề cài đặt phần mềm thì các bạn có thể bình luận ở phía dưới, mình sẽ hỗ trợ các bạn. Ok, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên là mình sẽ có một cái clip như thế này này. Đó, đây là một cái clip gốc. Thì đây là một cái clip quay nó rất là sắc nét, nhưng mà chúng ta có một cái là nó cái da của mình ấy, nó không được mịn và da của mình nó bị sạm và nó rất là thật khi mà chúng ta quay vào máy ảnh ấy, thì nó không có những cái kiểu làm mịn da hay là ấy giống như là app điện thoại. Nhưng mà nếu như các bạn quay bằng app điện thoại thì nó lại bị chất lượng, nó bị kém sắc nét đi. Đó thì chúng ta mà muốn chất lượng nó vừa sắc nét và vừa mịn da vừa đẹp như kiểu chung những cái clip TikTok Trung Quốc ấy, thì clip này sẽ có thể giúp ích cho các bạn nhé. Ok, chúng ta cùng bắt đầu. Mình sẽ import cái clip vào trong cái CapCut này rồi, và mình sẽ kéo xuống phần timeline. Ok, đây, tiếp một cái clip này đi. Ok, thì mình sẽ chọn cái clip này nhé. Ok, và chúng ta sẽ tìm sang cái phần thanh công cụ phía bên này. Đây, mình tắt cái này đi, nhìn cho nó dễ nhìn nhé. Ok, đấy, thì chúng ta ấn vào sang cái phần này này, phần in hand này này. Đó, đó thì chúng ta sẽ có những cái công cụ như sau. Đầu tiên là cái face này, các bạn tích nó lên, thơm ngon nó lên này. Đấy, đây mình sẽ kéo to phần này lên để các bạn có thể dễ quan sát nhé. Rồi, ok. Đấy thì nó có cái thanh công cụ đầu tiên là smooth này. Đó thì mình sẽ tăng nó lên. Đấy, các bạn thấy không, khi mà mình tăng lên thì nó sẽ mịn hơn này, da nó mịn hơn này. Đấy, nhưng mà cái này nếu như mình tăng quá thì nó sẽ bị mịn và nó bị mất chi tiết, các bạn có thể nhìn này, bị mất chi tiết, nó bị bớt, nó bị giảm độ nét đi. Đó thì cái này mình tăng nó khoảng vừa phải thôi, ở đây mình cứ cho nó khoảng 45 đi. Rồi, ok, đó các bạn có thể thấy không, da nó đã mịn hơn một chút rồi. Tiếp theo đến cái công cụ dưới đây này, Bristol này, tức là cái độ sáng ấy, thì các bạn tăng nó lên này. Đó thì cái mặt, khu gương mặt của bạn nữ sẽ sáng hơn này. Đó, mình tăng vừa phải thôi, khoảng 25 thôi. White teeth này nó tức là làm trắng răng ấy. Đấy, ví dụ như là ở đây răng hơi bị vàng vàng ấy, mình tăng lên nhé. Đó, các bạn thấy không, các bạn để ý thấy trắng răng không? Đó, đấy thì chúng ta mà ngồi chúng ta chỉnh sửa cái này kỹ, ngồi mà mày mò, bạn nào ngồi mày mò kỹ một tí thì chỉnh như là trang điểm luôn. Đấy, smile line này, đó thì nó sẽ xóa đi những cái phần rãnh cười ở bên hai bên mặt, hai bên mép của chúng ta này. Đó, ví dụ như những cái bạn mà có cái cười nó bị nhăn ấy, thì chúng ta tăng cái này lên thì nó sẽ xóa đi này. Đó, đây cái này ở đây như bạn này cười khá đẹp rồi, mình sẽ tăng một chút thôi. Đó, ok. Còn cái này thì các bạn cũng không cần chỉnh nhiều đâu, để nguyên vậy đi. Ok, đấy các bạn nhìn trước và sau này, trước này, sau này, trước, sau này. Đó, tiếp theo đến cái phần dưới này, chúng ta có thể chỉnh được cái shape, tức là cái gương mặt của mình ấy. Đầu tiên là phần face này, chúng ta có thể chỉnh được gương mặt của mình.
nó chỉnh được thon gọn mặt hơn này. Đó, đó, thấy không? Mình cho mặt gọn đi này. Đó, và tiếp tục kéo này, mình sẽ bóp má vào này. Đó. Cái này mình chỉnh nó vừa phải thôi, không nên quá lố nhìn nó không nhận ra được. Đó, như cái này mình sẽ bóp cái phần hai bên này vào này. Vì cái này mình thấy là ở đây nó không cần thiết. Đó, cái cả phần chin này nó sẽ thu nhỏ và kéo dài cái cằm của chúng ta ra. Nó sẽ thu ngắn cái cằm của chúng ta. Đó, nhưng mình thấy kéo như này thì mặt nó bị ngắn nên là mình cảm thấy nó cũng không cần thiết. Đó, cái cả phần short này. Đó, nó sẽ thu gọn cả cái mặt của chúng ta luôn. Cả cái phần miệng, phần mũi chúng ta kéo lên. Đó, nhìn nó rất là buồn cười luôn. Đấy, từ đấy thì mình thấy cái mặt bạn này khá là ổn rồi. Nên là mình không cần phải chỉnh sửa phần dưới này nữa. Mình bóp cái mặt nhỏ lại một chút thôi. Thường thường các bạn nữ sẽ thích mặt nhỏ mà. Đó, theo đến phần eye này là phần mắt này. Big eye là chúng ta có thể tạo được mắt to lên này. Đây, các bạn để ý nhá. Mắt nhỏ này, mắt to này. To này. Đó. Đó là cái phần tiếp theo. Đến cái phần này là phần mũi. Chúng ta có thể cho mũi nhỏ lại này. Đó, cái này mình cho thử một chút thôi. Đó. Đây là phần có thể cho được mũi cao hay là mũi đấy này. Nhưng mình thấy mũi lần này cũng khá là ổn, khá là đẹp rồi nên mình để nguyên nhé. Đó, đây là cái phần chỉnh cái phần sống mũi này. Này mình chỉnh một chút thôi, ok. Tiếp theo, đến phần miệng. Phần này thì mình cũng như cái clip này thì khá là ổn rồi. Mình không chỉnh được gì cả. Cái này sẽ là cái size của cái miệng nhé, nó sẽ rộng ra này. Và nhỏ đi này. Và đây là cái phần vị trí ta có thể đẩy cao thấp lên được. Đó, đó bình thường á, những cái phần mềm mà chỉnh sửa clip khác, cái phần mềm mà dựng phim khác thì nó sẽ gần như là không thể chỉnh được giống như thế này. Ví dụ như Premiere hay là DaVinci, chúng ta không chỉnh được giống như thế này cả. Chúng ta chỉ có thể chỉnh như thế này ở trong Photoshop hay là một số phần mềm chỉnh ảnh thôi. Nhưng mà ở trong CapCut thì nó cực kỳ hay luôn, các bạn có thể chỉnh luôn được như thế này. Và cái phần này chỉnh được cả lông mày luôn này. Đó, cái này chỉnh một chút thôi nhá. Ok. Đó, chúng ta có thể chọn được cả phần make up này, nó có những cái make up sẵn. Đó, thấy không? Đó, chúng ta có thể tăng giảm được cái cường độ. Đó, chọn cái này đi. Tăng giảm được cái cường độ của nó luôn. Ok. Đó, và cái này nó sẽ chọn sâu hơn về mặt này. Đó, mình ở đây thì mình không thích make up quá nhiều, mình chỉ cho nhẹ nhẹ này thôi. Đó, trước này, sau này. Đó, hơi nhẹ một chút thôi. Ok, như vậy là với một vài thao tác cơ bản trên cái phần mềm CapCut này, chúng ta đã có thể chỉnh ra được một cái clip mà nó đẹp và nó mịn da, giống như những cái clip TikTok ở Trung Quốc hay là những cái bạn nữ idol trên mạng ấy. Đó, thì nếu như các bạn cảm thấy những cái video như thế này hay và hữu ích, hoặc là các bạn muốn mình làm thêm về những cái mẹo, những cái tip trick về cái phần mềm CapCut này, thì các bạn có thể để lại bình luận phía bên dưới nhé. Nếu các bạn thấy những video như thế này hay và hữu ích thì hãy để lại cho chúng mình một like, một subscribe để chúng mình có thêm nhiều động lực làm thêm nhiều những video này nhé. Xin chào các bạn, mình là Quang Tân.